Một dạng công thức cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là công thức string. Với công thức này bạn có thể tạo ra những nội dung theo dạng liệt kê tổng hợp. Mình lấy ví dụ như là 8 bài tập để chăm sóc sức khỏe khi bị đau lưng hoặc là 11 cách để có thể trang trí nhà đẹp chỉ với 10 triệu đồng. Với cách tạo content theo kiểu string, bạn sẽ PR được sản phẩm dịch vụ của công ty bạn, đồng thời có thể tạo viral và làm tiền đề cho việc SEO từ khóa khó với lối viết liệt kê và tổng hợp giúp cho đối tượng người đọc PR có thể nắm được những thông tin hữu ích nhất về sản phẩm và thương hiệu, đồng thời thể hiện cho khách hàng thấy được một cái nhìn khái quát để so sánh từ những chuỗi liệt kê tổng hợp của bạn. Lối viết này nhắm thẳng đến sản phẩm và thương hiệu, vậy nên cần có giọng văn mạch lạc và rõ ràng cũng như là khách quan nhất. Và ngoài ra thì công thức này không chỉ áp dụng trong việc viết quảng cáo mà công thức này rất phổ biến trong việc viết bài trên website cũng như là tạo các bài viral trên social của bạn. Ngoài ra thì về việc viết content trên website, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện các thao tác viết bài nhanh bằng cách là search nhiều cách ở trên Google và tổng hợp lại thành một bài gốc với nhiều cách hơn. Cùng với IA, BAS, 3S và String là một trong những công thức rất phổ biến và hiệu quả, giúp cho thương hiệu có thể quảng bá và thu hút khách hàng của mình. Vì vậy mà chúng ta sẽ cân nhắc trong những giai đoạn hoặc là tính chất sản phẩm cũng như là cách triển khai như thế nào và áp dụng các công thức cho phù hợp. Ngoài ra thì để bạn có thể nghiên cứu thật là sâu trước khi mà viết bài thì một kỹ năng rất quan trọng trước khi mà bạn viết content và áp dụng các công thức này đó chính là kỹ năng đặt câu hỏi. Thì thật sự khi là một người sáng tạo nội dung thì điều tiên quyết là bạn phải không ngừng sáng tạo và đổi mới. Vì vậy mà sức mạnh của việc đặt câu hỏi là rất quan trọng để bạn không thể bỏ qua được. Và chúng ta hãy lưu ý rằng là Trước khi mà viết một nội dung gì đó, các bạn đừng nên hỏi là nên viết cái gì mà chúng ta hãy hỏi là tại sao lại viết điều đó. Và chúng ta hãy cố gắng đặt ít nhất là bốn câu hỏi sau đây. Đầu tiên là công chúng mục tiêu của bài content này là ai? Sau đó là tại sao họ lại muốn xem bài viết này và video của bạn trên trang cá nhân của họ? Và câu hỏi thứ ba là tại sao lại viết bài viết này và mục đích của nó để làm gì? Câu hỏi thứ tư là content này sẽ giúp gì cho người đọc, xem nghe? Với bốn câu hỏi cơ bản này sẽ giúp bạn hình thành tư duy ban đầu để có thể áp dụng vào phần viết content cho mình và cũng như là áp dụng các công thức để có thể rành mạch hơn. Trong khi mà trả lời những câu hỏi này thì bạn sẽ bắt đầu đi nghiên cứu nhiều hơn, tìm kiếm những gợi ý từ khách hàng hay là bắt trend cho kịp thị trường. Lúc đó thì việc sản xuất nội dung của bạn sẽ đem đến những nội dung thật sự là có ích cho khách hàng và đúng với mục tiêu mà thương hiệu hoặc là sản phẩm đang hướng đến. Ngoài ra thì mình mở rộng thêm về kỹ năng đặt câu hỏi trong việc viết content thì mình sẽ thường chia làm bốn nhóm câu hỏi khi mà bắt đầu viết content như sau. Đầu tiên đó là nhóm câu hỏi tại sao cần có bài viết này thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu là nhóm công chúng mục tiêu của bài content này là ai. Bạn hãy liệt kê ra rất là rành mạch và rõ ràng từ giới tính, sở thích, hành vi và tâm lý của họ như thế nào, tình trạng của họ, hiện trạng của họ như thế nào và bạn muốn người đọc làm gì sau khi mà đọc content của bạn. Ví dụ như là họ sẽ đăng ký hay là click to web hay là tương tác với bạn vân vân. Về nhóm câu hỏi thứ hai thì bạn hãy trả lời về việc là tại sao họ sẽ đọc bài viết này. Đầu tiên là điều gì khiến cho bài viết của bạn trở nên hấp dẫn? Là vì bạn có một tiêu đề hay như công thức AIa về yếu tố attention bạn đã chú ý chưa? Hoặc là bạn có được một video hấp dẫn, hoặc là bạn tạo nên một hình ảnh thật là đẹp. Và tiếp đến là bạn hãy hỏi rằng là tiêu đề đã đủ hấp dẫn người đọc chưa? Một tiêu đề bài viết bạn hãy cố gắng liệt kê từ 10 đến 20 tiêu đề, sau đó chọn ra một tiêu đề hay nhất. Đôi khi chúng ta cố gắng nghĩ thêm thì mình có thể tạo ra được những ý tưởng sáng tạo hơn. Ngoài ra thì bạn còn trả lời các câu hỏi như là cách thức truyền tải content này như thế nào, người đọc có hứng thú về chủ đề mà bạn nói hay không, hoặc là kênh phân phối nội dung của bạn là gì? tiếp đến là nhóm câu hỏi thứ ba là tại sao bạn chọn chủ đề này thì bạn sẽ trả lời câu hỏi là chủ đề này có liên quan đến sản phẩm của bạn hay không nội dung của bạn đã sử dụng những yếu tố sáng tạo nào thật sự gây ấn tượng với khách hàng chưa và nội dung đã khái quát được chủ đề này chưa đã nêu được đầy đủ những mục tiêu mà bạn hướng đến trong chiến dịch quảng cáo chưa tiếp đến là nhóm câu hỏi thứ tư là tại sao lại sản xuất nội dung này vào lúc này thì bạn hãy trả lời câu hỏi là thời điểm này có thích hợp để sản xuất nội dung này hay không? Ví dụ như thời điểm này bạn có nên khuyến mãi hay không? Thời điểm này bạn có nên bắt trên hay không? Vân vân. Từ việc trả lời những câu hỏi này bạn sẽ có được điều chỉnh cho phù hợp với từng loại công thức. Chúc các bạn thành công và hẹn các bạn trong bài giảng tiếp theo. Và bài tập của bài giảng ngày hôm nay đó chính là các bạn hãy cố gắng vận dụng bốn công thức vừa rồi đã học để viết ra bốn dạng content cho chỉ một sản phẩm. Từ đó các bạn sẽ có được một cái nhìn rất là rõ ràng về cách viết content của bốn loại công thức này. Sau đó chúng ta sẽ up lên group để mình và các bạn học viên khác có thể góp ý và giúp bạn fit nội dung.